này. Thưa quý vị và các bạn, năm 2012, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế, ngành thông tin và truyền thông đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhân dịp xuân mới Quý Tỵ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã có cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình Thông tấn về những thành tựu nổi bật của ngành năm 2012, cũng như những giải pháp mạnh tay của Bộ trong năm 2013 để giải quyết những vấn đề nóng của ngành. Trước hết, xin cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã dành cho truyền hình Thông tấn buổi trả lời phỏng vấn. Xin Bộ trưởng có thể đánh giá tổng quan và những thành tựu nổi bật của ngành thông tin truyền thông trong năm 2012. Có thể nói báo chí xuất bản trong một nước chúng ta trong năm 2012 đã thể hiện thực sự là những cơ quan truyền thông thiết yếu của nước nhà, đã góp phần tuyên truyền đường lối chủ trương sách của Đảng, của Nhà nước, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong xã hội đối với tất cả các chủ trương, các đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và đặc biệt là các giải pháp của Chính phủ trong năm 2012 để nhằm thực hiện nghị quyết 01 của Chính phủ để làm sao kiềm chế được lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, ổn định an sinh xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của chúng ta. Thì những nhiệm vụ đó thì trong đó có sự đóng góp của ngành thông tin truyền thông, đặc biệt là có sự đóng góp của báo chí. Trên lĩnh vực viễn thông công nghệ thông tin thì chúng ta cũng đã giành được nhiều những thành tựu. Có thể nói trên lĩnh vực phát triển internet của chúng ta được nhà nước chúng ta quan tâm lớn, rất lớn đến công nghệ thông tin và trong đó có internet. Thì internet vào Việt Nam chúng ta năm 2012 đánh dấu 15 năm internet đến Việt Nam, và hiện nay thị trường internet hiện nay thì đã có tới 31,2 triệu người Việt Nam sử dụng internet và cũng là một trong những cái nước chúng ta đứng thứ 18 trong 20 nước là sử dụng internet nhiều nhất của thế giới. Chúng ta mới vào thị trường viễn thông được hơn chục năm nay. Thế nhưng có thể nói là thị trường viễn thông Việt Nam phát triển rất năng động và chúng ta đã giành nhiều thành công. Trong năm 2012, chúng ta có tới trên 52.000 doanh nghiệp là phá sản hoặc ngừng hoạt động. Nhưng chúng ta đáng tự hào, thấy rất tự hào rằng là các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp viễn thông trong ngành thông tin truyền thông của chúng ta phát triển, có nhiều doanh nghiệp phát triển rất bền vững, đặc biệt là các tập đoàn lớn như là VNPT, như là Viettel. Trong năm 2012, chúng ta cũng thành công rất nhiều trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin. Đây là một lĩnh vực được Đảng, Nhà nước và các cấp các ngành từ trung ương địa phương rất quan tâm. Đến giờ phút này có thể nói là chúng ta thấy là chúng ta đã có 100% các tỉnh, thành phố đã có cái cổng thông tin điện tử của đơn vị mình, của địa phương, của bộ ngành mình, và qua đó đã phục vụ để sẵn sàng và kịp thời phục vụ những dịch vụ cho các doanh nghiệp và người dân. Và đã tạo lên cái phương thức mới trong quản lý nhà nước, tạo sự minh bạch, nhanh chóng, minh bạch, thuận tiện trong các cái hoạt động của cơ quan nhà nước trong thực hiện các dịch vụ công. Có thể nói trong năm 2012 đã qua đi, nhưng chúng ta có nhiều thắng lợi lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Và chính vì vậy, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, công nhân viên trong toàn ngành thì chúng ta đã đưa ngành thông tin truyền thông của chúng ta trở thành một ngành kinh tế khoa học kỹ thuật mũi nhọn của đất nước, đã đóng góp không nhỏ trong sự phát triển của đất nước, kể cả về mặt chính trị cũng như mặt kinh tế và văn hóa xã hội. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2013 thì nghị định về quản lý tin nhắn rác đã có hiệu lực. Thưa Bộ trưởng, trong một phát ngôn mới đây về báo chí thì Bộ trưởng đã khẳng định là Bộ Thông tin Truyền thông sẽ tập trung có những biện pháp mạnh tay để xử lý vấn nạn này. Vậy xin Bộ trưởng cho biết những cái biện pháp cụ thể này là gì? Những năm trước, Bộ Thông tin Truyền thông đã phối hợp cùng các bộ ngành, ví dụ Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các bộ khác đã xây dựng nhiều văn bản pháp lý để quản lý môi trường mạng. Nhưng riêng trong năm 2012 thì Bộ Thông tin Truyền thông với chức năng của mình đã tham mưu cho Chính phủ đã ban hành cái nghị định số 77 để thay cái nghị định số 90 về quản lý tin nhắn rác, và như đã nói lúc đầu là đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2013. Cái thứ hai là Bộ đã trực tiếp là ban hành cái thông tư số 04 về quản lý SIM trả trước, đã được có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6, và ban hành cái thông tư số 14 để quản lý cái cước dịch vụ viễn thông ở đất trong thời gian vừa qua. Có thể nói đây là những cái văn bản pháp quy rất quan trọng để góp phần tạo lên cái trật tự và khắc phục những cái ảnh hưởng của bảo đảm cho an toàn an ninh thông tin
trên mạng. Thưa Bộ trưởng, liên quan đến lĩnh vực thông tin trên Internet, các trang mạng xã hội đã phát triển nhanh và nóng trong thời gian vừa qua, việc kiểm soát thực sự vẫn chưa hiệu quả. Vậy xin Bộ trưởng cho biết trong năm nay thì Bộ sẽ có những giải pháp nào để đưa hoạt động này trở vào quy củ? Là trong năm 2013 này thì Bộ Thông tin Truyền thông cũng phải đôn đốc và cũng phải trực tiếp thực hiện chức năng quản lý nhà nước mình trên lĩnh vực quản lý các dịch vụ hoạt động trên môi trường mạng. Và cũng rất mong các cấp, các ngành, các địa phương, các chính quyền từ trung ương địa phương cũng cùng ủng hộ với Bộ Thông tin Truyền thông. Nhân dịp Tết Nguyên đán, xin kính chúc Bộ trưởng và ngành Thông tin Truyền thông một năm mới thuận lợi và nhiều tin vui. Xuất khẩu đạt mức tăng trưởng 118,3% trong năm 2012 đã khẳng định năng lực sản xuất và cạnh tranh của Việt Nam. Và để đạt được mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 10% trong năm nay mà Quốc hội đã thông qua, ngành công thương đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi của phóng viên truyền hình Thông tấn với Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh để biết rõ hơn về vấn đề này. Xin cảm ơn Thứ trưởng đã nhận lời mời tham gia cuộc phỏng vấn trên truyền hình Thông tấn. Thưa Thứ trưởng, ông có thể cho biết kết quả của hoạt động xuất khẩu năm 2012 ạ? Điều đặc biệt của năm 2012 trong hoạt động thương mại của chúng ta là lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, Việt Nam lại trở thành một nước có xuất siêu với con số thặng dư thương mại của chúng ta khoảng độ 284 triệu đô la. Và như vậy thì xét về cái giá trị tuyệt đối cũng như là cái tốc độ tăng trưởng của cả xuất và nhập khẩu thì chúng ta đều đạt vượt mức kế hoạch, và kể cả con số của cái giá trị như xuất siêu tôi vừa nói thì chúng ta cũng đã vượt mức kế hoạch, vì cái mức kế hoạch mà của Quốc hội thông qua của chúng ta là kiềm chế và quản lý cái nhập siêu nó khoảng 10%. Và đặc biệt quan trọng là trong cái năm 2012 thì chính cái việc mà chúng ta phát triển tương đối ổn định ở trong các cả ba cái cơ cấu và các cái lĩnh vực chính như tôi nói ở trên, trong đó bao gồm cả các ngành hàng nông sản và thủy sản, thì đã góp phần cho nền kinh tế của chúng ta phát triển ổn định và tiêu thụ được hết các cái sản phẩm hàng hóa của nền kinh tế, đặc biệt gắn với các ngành kinh tế nông nghiệp. Thưa Thứ trưởng, trong cái bối cảnh nền kinh tế thế giới còn chưa phục hồi, thì những cái kết quả hoạt động xuất khẩu của năm 2012 có ý nghĩa như thế nào đối với nền kinh tế Việt Nam ạ? Vâng, những cái kết quả tích cực mà chúng ta đạt được trong hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2012 có thể nói là đóng góp rất to lớn cho nền kinh tế. Và bên cạnh những cái đóng góp vào trong những cái cân đối về chỉ tiêu vĩ mô của nền kinh tế, cả trong xuất nhập khẩu cũng như là dự trữ ngoại tệ, và cũng như đóng góp vào rất lớn cho cái việc tạo ra công ăn việc làm, giải quyết được cái thị trường cho các ngành kinh tế lớn của chúng ta, cả về nông nghiệp cũng như về công nghiệp. Và điều đáng nói nữa là chúng ta đã thấy là nó củng cố được cái vị thế của chúng ta trong cái quá trình hội nhập cũng như là cả về mặt kinh tế cũng như trong các khía cạnh khác ở trên thế giới. Và chúng ta đã trở thành những cái đối tác rất quan trọng trong các cái khung khổ của các cái hiệp ước cũng như là các hiệp định về thương mại tự do với các quốc gia, và cũng đã khẳng định được cái vị thế của mình trong cái quá trình gia nhập và thực hiện các cái cam kết của Tổ chức Thương mại Thế giới. Đây là một cái điểm rất tích cực cho chúng ta. Vậy trong năm 2013 thì ngành công thương đã đề ra mục tiêu xuất khẩu như thế nào ạ? Năm 2013 thì chúng ta có cái mục tiêu mà Quốc hội đã thông qua là cái mức tăng trưởng của xuất khẩu khoảng độ 10%, và cái tỷ lệ nhập siêu chúng ta sẽ kiểm soát ở khoảng độ 8% cái ngành xuất khẩu. Thế thì chúng ta thấy rằng là đây là những cái nhiệm vụ thực sự nó rất là khó khăn, khi mà 2013 và các cái dự báo cho thấy là cái phát triển của kinh tế thế giới thì thực sự chưa là ổn định và chưa có được một cái tốc độ tăng trưởng cao. Cái thứ hai là còn rất nhiều vấn đề nội tại của nền kinh tế của chúng ta cũng thực sự chưa được giải quyết một cách thấu đáo. Và chính vì vậy thì cái năng lực cạnh tranh và cái sự bền vững của cái phát triển tăng trưởng kinh tế cũng như của tăng trưởng xuất khẩu và xuất nhập khẩu của chúng ta cũng chưa thực sự là ổn định. Và chắc chắn trong năm 2013 thì chúng ta chưa thể làm được tất cả mọi việc, nhưng những cái mục tiêu cụ thể và những cái nhiệm vụ cụ thể thì chúng ta cần phải hướng tới, trong đó phải duy trì cho được một cái kế hoạch phát triển xuất nhập khẩu hợp lý giữa cái phát triển cả chiều rộng và cả chiều sâu, hướng tới cái sự bền vững. Đặc biệt là chúng ta cần phải quan tâm làm sao là tiếp tục mở rộng cái thị trường và mở rộng cái quy mô xuất khẩu, nhưng mà đồng thời phải hướng tới một cách đồng song song với cái việc là nâng cao cái chất lượng của xuất khẩu và hướng tới nâng cao các cái giá trị gia tăng của các hàng hóa xuất khẩu của chúng ta. Vậy để đạt được những cái mục tiêu đó thì ngành đã đề ra những giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm gì ạ?
thì ngành công thương có trách nhiệm chỉ đạo cho các cái cơ quan đầu mối cả ở trong nước cũng như ở ngoài nước, bao gồm các cơ quan đại diện của chúng ta bên ngoài, các thương vụ phải nghiên cứu dự báo về thị trường và từ đó có được những cái tham mưu và đề xuất cụ thể để giúp cho các cái giải pháp về thị trường của chúng ta bám sát với cái thực tiễn. Một vấn đề nữa là chúng tôi cũng thấy rằng là Bộ Công Thương cũng sẽ có cái trách nhiệm rất là lớn trong thời gian tới, tức là phải từng bước để thực hiện cái chiến lược xuất khẩu bền vững, trong đó chúng ta phải từng bước nâng cao lên các cái nội hàm của cái công nghệ cũng như là những cái giá trị gia tăng khác mà chúng ta có thể bằng các nguồn lực chúng ta khai thác được để giúp cải thiện và nâng cao cái năng lực cạnh tranh của các ngành hàng và các ngành sản xuất của chúng ta, để từ đó giúp cho các cái doanh nghiệp và các ngành kinh tế chúng ta có được cái khả năng về cái hội nhập và cạnh tranh tốt hơn ở thị trường thế giới. Vâng, xin cảm ơn Thứ trưởng đã nhận lời mời tham gia phỏng vấn trên truyền hình.